Bentley muốn đi ra ngoài này để xem làm sao chỉnh được cái chân khi mà mình ngồi đóng giữa chưa đã. Ok, bây giờ mình để máy xe trước nha. Không để cũng được nhưng mà để có máy lạnh chứ không vậy đó. Ok. Wow, để xong có một cái hàng đèn mà chạy. Đây con. Đây là ban đêm nha. Nhìn khung cảnh ban đêm trong chiếc Maybach nè. Đây là chế độ không có đèn. Và đây là chế độ đèn. Đó, nhìn đâu là sướng đó luôn. Quá trời đẹp. Ok, bây giờ mình đi ra sau. Thế thì chỉ con. Đợi xíu, wait. Trời ơi. Ok, now you go. You want to go on the other side? Okay. Somehow I just cannot. Oh, daddy, go on the other side. It's fine. You stay there. You don't close the door yet, okay? Okay, giờ mình đi qua bên này. Bên này thì có cái ghế đã bật ra sẵn này. You don't know how to use this footrest? No. Okay. Daddy will show you how to do it, okay? Trust me. Mình mới vô cửa nè. Thì cửa vẫn mở. Thì trên này có cái nút nè. Mình nhấn nút này vô. Thì cửa nó tự động. Đó. Okay, Bentley. It should work on here too. Yeah. You turn it on. Okay, Bentley, mở lên đi con. Okay. Xong rồi... Look at the TV. I know. You go to seat. You go to seat. Okay. That's see? Changing color. We don't need to change color for now, con. That's fine. Okay, there, seat right there. Okay, click on that. So now you click on here, and you see this right here? Right there, and then you push forward, that will come out. Try to do that. Đó, bấm nút ra thì nó sẽ bung nó ra cho mình. Thấy chưa? Đó, con ngồi, con đừng có đẩy lên cao quá, kẹt chân con bây giờ. Bên đó nó có cái để chân không con? Right here, mình có cái đồ để footrest right here. It's like a Land Rover. Yeah, Land Rover has it too. But Land Rover is bigger. Yeah. So now you can turn this on. Okay. All right. So now we can go here. And then first row seat, second. Này mình có thể chỉnh cái chất lượng của không khí trong xe nha. Second row seat. Này là chỉnh máy lạnh đồ. You can even know what the engine is. Huh? Yeah. Engine. Wow, nó thổi dưới chân mát chân luôn. Đã thiệt. What do they mean 300? What do they mean 520? Huh? What do they mean 520? Oh, nó thổi air vô hả? Air freshener. What's this? Oh, active, that's speaking. Home. Setting. That's vehicle. Door function. Okay, automatic. Light. That's not speaking. Huh? That's not speaking. That's just copyrighted. Okay. And then cái đèn này đèn ambient là đèn trong xe nè. Just cover that with some. Mình thấy chỉnh màu tất cả màu xe đó nó đổi màu nè. I love jungle green. You like that? Mày này là multicolor, nghĩa là rất là nhiều màu phối hợp. Còn này là một màu nè. Đó. You can basically... I know. It doesn't react that fast. There you go, see? Pretty, huh? You like this green right here, Batman? Yeah, I like green. That looks good, huh? Yeah. You know what daddy like? That one looks good. Why do you kind like... of like pink. Mommy like pink. That's even more pink. Oh, this is more like kind of pink and purplish. Yeah. Purplish. That's. Let me go through here. Oh, that's too light. That's too green. Oh, I like it right there. Now that looks good. Now that's teal. That looks good, right? That looks teal. And then Masana. Này ghế này có massage nữa thì mình bấm vô đây. No, I don't want hot.
Dude, I already had relax. I already had a... Oh, I can feel it. I know, right? Activating massage. Right. Đó, nó massage. Ui, nó ủi cái lưng mình lên. you feel it? Not yet. It will come. See? See? You feel it, boss? You look right here. Nó ủi ủi lên nè. Đó, 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 đó. Giống như mấy bà bầu nít đạp chân vậy. That's the same thing for Land Rover. And yeah, Land Rover has it too. Land Rover has options that Mercedes has. Mm-hmm. Okay. Emergency warning message. What is this? Oh. What? What happened? Nên mình để ghế vô lại được nè. Đó, giờ đang ngồi rộng rãi hơn. Cái này mình có thể mình để chân lên trên này cũng được. Ừ. Ngồi sau nhìn ra đã không? Okay. Wow, look at that. Look at this, Bentley. Nó làm những cái it's glitter. Giống như cái video để cho mình cảm thấy thoải mái trong người khi mà mình nhìn nó. Này là open all, này nó mở. Nó mở hết ra. Con này close all. Nó này chạy lên nè. Mấy cái này nó chạy lên hết nè. Ở sau lưng chạy lên luôn nè. Đó. Nó đóng lại nếu mà. These headsets are huge. Sáng quá thì nó sẽ đóng lại. These headsets ui, bên này đóng rồi, bên này chưa đóng. Đấy, look, it close all, look. Bấm nút close all, cái này đóng hết lại luôn. Bên nó đang đóng lại rồi. Wait, what if I... ui, nó mở hả? Tự mở hả? I did that by myself. Why? I wonder if I could... Okay, opens all. Đó, sau lưng này mở trước. Đó. Ok. Xong rồi những cái này nó mở luôn nè. Mercedes Gamer. Yeah. Pretty cool, hả con? Yeah. Wow. Bên trong nhìn ban đêm nhìn đã thiệt chứ. Nhìn ghiền luôn, không muốn vô nhà luôn. Ờ, nhưng mà giờ phải vô trong nhà rồi. Để chơi với Ivy chứ, để chơi Ivy trong mình có mình nè. Thì mình tắt máy nha, tắt máy xong mình nhìn những cái logo nó nổi đèn lên đẹp lắm. Why can't I sit in front? Okay. I'm ordering them 16. No problem. See, dưới này, look on the floor. Có mấy bác logo nè, đó. Cái đằng này có logo đèn nè. Xong này có đèn nữa nè. Cái logo này cũng nổi đèn nữa nè. Đã không? Đó, ban đêm tắt cái đèn flash đi. Tắt cái đèn kia nhìn nó đẹp không? Đó, tự tắt đi. It says Mercedes-Benz. I know, it is by Mercedes-Benz, con. Đây, bữa nay tới coi tiệm đây. Very good. Nice. Getting there. Đây là mấy cái hệ thống hút nè. Hút hơi á. Đẹp chưa? Làm gọn gàng. Xong rồi ta đưa lên trên trần này nè. Mấy cái phòng sắp hoàn thiện rồi. Còn bỏ thêm mấy cái drywall rồi này nọ nó lên là thấy nó hình thành liền. Xong rồi bữa hôm nào mà những cái này là lót gạch cuối. Gạch thì long order. Thì khi nào mà sắp xong thì sơn rồi này nọ xong rồi nó mới lót gạch. Rộng không? Hôm nay tổng vệ sinh gara nè. Đây có mấy cô người Mỹ, họ đang dọn đủ. Đưa hết xe ra ngoài. Bữa nay nhà dọn tất cả những cắt hết những nhánh cây này, đẹp. Tỉa gọn gàng những cái bông hồng. Làm hết cái lùm cây này lại cho nó tròn trịa nè. Hôm trước thì nó tùm quá. Cắt hết mấy cái dàn kia luôn. Cây đào thì còn lưa thưa vài trái mới cho mấy em mễ. See you later. Adios, señor. À, giờ mấy người đó người ta đi về rồi đó. Người ta làm xong rồi. Cắt cỏ hồi trưa giờ. Đó, sạch sẽ chưa? Đẹp đẽ ngon lành. Ở đằng sau cũng cắt tỉa gọn gàng. Mình đi ra sau coi coi. Mấy người này người ta làm thì mình không cần phải lo lắng nhiều. Rất là yên tâm luôn. Đó, cắt tỉa những cây bông hồng nè. Tháng 9 này sẽ ra bông là. Đằng sau này cũng vậy. Làm sạch sẽ hết trơn.
Cái này là mình bao người ta luôn nha. Cứ nguyên một năm vậy đó, mình thuê người ta làm nguyên năm cho mình vậy đó. Chắc chắn là nhiều người cũng hỏi là mình giá bao nhiêu. Thì giá nếu mà mình làm cắt cỏ với lại cắt tỉa cây rồi lụm cỏ rồi bỏ mulch này nó rơi vào khoảng 5.000 đô năm. Mà cái đó cũng thuộc là dạng là rẻ rồi đó. So với lại nhà mình như vậy, đất như vậy thì 5.000 là cũng ok, hợp lý. Đó, mấy cây này hôm vừa rồi nó tùm lắm, họ cũng mới tỉa gọn gàng này nè. Cây này cũng vậy, che phủ hết. Mình đi vô cũng hơi khó khăn. Này người ta thổi sạch sẽ hết, quét lá sạch. Thấy không? Ngon lành. Nghe mấy con dế nó kêu rẹt 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 nữa. Cái đào này thì hồi nãy còn đâu khoảng chục trái, mới cho mấy em mễ đó họ ăn rồi. Ở đây còn trái nữa họ không thấy hay gì vậy. Xót lại thì mót nè. Này gọi là đào mót nè. Trên này còn chùm, tại mấy em nó hơi lùng cho nên là không lấy tới. Thôi mình hái luôn, chơi luôn. Mấy trái này thì nó bị gãy nhánh cho nên là nó bị eo một chút xíu thôi, kịp được gãy để cho nó sóc và ăn cũng được. Gia đình của cái cô này làm cho Long hơn mười mấy năm nay rồi. Họ rất là cần cù, họ chịu khó lắm. Những cái người mà phụ nữ thì họ làm công việc dọn dẹp nhà cửa, còn nam thì họ cắt vườn, cắt cỏ vườn tược cho Long. Tính ra cũng năm nay 2021 thì được 10 năm, hơn 10 năm rồi đó, 11 năm rồi đó. Đi chuyện này. Belly ơi. Mình đi xe Honda nha con. Bên bên. Mình đi xe Honda nha. Ok. You ready con? Bánh bao bánh bò gì? No. Ý. You ready con? Ý. Billy ơi. You ready? Chết hết xăng rồi. Hết xăng rồi. Rồi hết xăng rồi thôi mình đi nào. Which one are we taking? This one? Okay, let's go on this one. Rồi, hết xăng rồi đi chiếc này vậy. Hello boss. Con bỏ mấy cái đồ đó coi chừng nó bị ngồi lên cái là dẹp đó con. Ok, bây giờ mình để máy xe nha. Wow. Nhiều người muốn xem review chiếc xe này bên trong nè. Bữa nay Long chở bên lại đi học xong rồi về Long quay review cho mọi người xem nha. Sáng sớm đây rất là yên bình, người ta đi bộ, ta tập dục nè. Free car wash. Chim chóc ngoài nó kêu. Mình quay kính xuống nha con. Đi xe này ít cái ai quay kính xuống lắm, nhưng mà sáng đây hưởng thụ cái gió, không khí trời. Ôi. Ồ. True beautifulness of Ohio. Yeah. So cool hả con? Để cho bên Lì sau lưng quay tới coi sao nha. Bữa nay bên Lì đi học chiều về đi bơi không con? Vâng. Bơi nhé. Vâng. But this time you swim with me. I swim with you? Yes. Okay. Nhưng mà Bentley bơi á thì phải biết thời gian để đi lên, chứ phải Bentley bơi lên Bentley xuống chứ Bentley bơi nguyên ngày nguyên đêm đâu. Maximum 1 hour. Okay. Được không? Dạ ba. Dạ ba. Lấy có thương ba không? Có. Con có. Con có.
giờ Bentley đi học, học gì giỏi nha. Vâng. Xong rồi chiều đây đón con. Con muốn ba ba đón hay muốn mẹ đón? Ờ, ba. Muốn ba đón. Mẹ. Muốn mẹ đón nữa hả? Ở đây ngỗng trời rất là nhiều, ngỗng Canada nhiều lắm. Đó. Bày bày luôn nè. Chỗ này là sân banh mà để Bentley ra đá. Mà mấy hôm trước Bentley đá banh thì dậm lên mìn của nó. Đó, quá trời luôn. Ngỗng này ngỗng thiên nhiên. Con này thì bảo đảm thì có người kêu tiết canh. Nhưng mà đụng tới con này là tốn nhiều tiền lắm nha. Nó phạt nặng lắm. Bảo vệ động vật ở đây nó kinh lắm. Đó, tụi nó tung tăng sướng vậy đó. Nhìn nó thông dong tự tại không? Thoải mái không? Cuộc đời tụi nó cũng sướng. Làm ngỗng làm vịt mà cũng có người bảo vệ. Đi ăn đi uống suốt ngày bè bạn sướng luôn nè. Bye Ben Ben. Bye, I love you. Love you. Be a good boy in school, okay? Chiều ba đón con nha. Ui trời ơi. Okay.